Thôi từ 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 đã phải làm chương trình. Anh ơi, cho em hỏi anh một chút là anh tên là gì và ở đâu ạ? Mình tên là Sơn. Và anh đến từ đâu ạ? Ninh Giang Hải Dương. Ninh Giang Hải Dương. Và hôm nay anh để lại cho bạn này tên là gì nhỉ? Em là Linh. Linh. Facebook nick Facebook là nhà vườn Linh Huyền. Ok. Dạ. Chúc hai anh em bắt tay thành công nào. Chúc mừng anh em nhá. Ok. Rất đẹp. Vậy cái này Tùng theo đuổi lâu chưa? Em mới nhìn thấy thôi. Mới nhìn từ bao giờ? Nói thật. Đấy là mua luôn. Thích rồi, mua luôn. À, tính Tùng rất hay nhỉ, tính ngoài. À, thay mặt anh em UK chúc mừng hai anh em đã giao dịch thành công. Mọi người cho một tràng vỗ tay nhá. Rồi, ok nào nữa nhỉ? Chúc mừng anh em nhá. Rồi, ok. Rồi, đã quá. Mắt cụn lắm. À, cái này Tùng cũng nhìn thấy mua luôn hay là theo đuổi lâu rồi? Nhìn thấy là mua luôn. Nhìn thấy mua luôn. Anh em cho tràng vỗ tay cho vui nhá. Wow, rồi, cảm ơn, chúc mừng hai anh em. Bên sai chia sẻ. Cái này của em ạ. À, của anh hả cơ? Em Minh Sơn ở Hải Dương vào. À, thế ạ. Thì là anh bảo là chỉ sợ không có phôi đẹp thôi, chú mang bao nhiêu anh cũng... Vâng, em thay mặt những người yêu cây chúc mừng hai anh. Chúc mừng hai bạn nhá. Em chưa chưa. Chưa mời. Chúc mừng anh em. Anh em. Rồi, anh Linh Thanh Bình mua một ít chậu của Nam về để trồng cây. Chục cái về. Rồi, ok, cảm ơn anh em nhá. Mai em lại trở vào tiếp. Vừa dừng quay một cái đã gọi ra luôn rồi. Em nhìn thấy anh lúc nãy anh xoay xoay cái này rồi đấy. Là anh em đứng gần cho em xin cái ảnh tươi cười cái nào. Mua đây đây chỗ này cái này. Mua được cây nó phải tươi như kiểu lấy được vợ. Nào anh em bắt tay anh em ở xa vào còn mua bằng hết luôn. Tuyệt vời. Không thôi là mua hết. Ơ chứ không bạn này quen thế, bạn tên là gì và đâu nhỉ? Em là Tĩnh ạ, em ở Nam Định anh. Tĩnh ở Nam Định à? Vâng. À có biệt danh gì không ở Tĩnh? Của em Facebook em là Minh Tùng. À Minh Tùng, ok cả. VMSai chào quý vị các bạn. Hôm nay VMSai vào trong Thanh Hóa để chia sẻ quý vị các bạn một cái và anh em hay làm thêm mấy chợ cây tại vườn. Thì VMSai đang chia sẻ quý vị các bạn một cái địa chỉ của hợp tác xã Cảnh Quan Hoa Viên Phát. Địa chỉ là Hồ Đồng Dưa, đường Hạc Oa, phố 8, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa. Đây quý vị ngay cổng vào là hai bên anh em đã kê gần như kín hết. Đấy, gần như kín hết. Thì mùa này thì nó đang là mùa chưa lọc được lá vì vẫn còn đang hè. Chào anh em nhá. Anh em ngắm được nhiều chưa? Anh em. Một không gian rất là rộng và sạch sẽ quý vị ạ. Ít bữa nữa nó hết nắng thì mọi người lọc ra tất cả thì chúng ta sẽ ngắm được nhiều hơn, ngắm kỹ hơn. Nhưng mà một số cây anh em che được vẫn đang cho cắt tỉa. Đây là các xe cây của anh em các nơi đã có mặt, như xe 18C02899 này cũng đã có mặt đây rồi. Chào tất cả anh em nhá. Đi một vòng rồi mà tới đây. Chào Nam nha. Chào ông bạn. Chào bạn Quân. Nói chung là đông vui quý vị ạ. Hôm nay thì cùng với em sai là có em Cường Chọc. Cường Chọc đang đi săn cây. Chào em Cường Chọc nhá. Lâu lắm mới thêm Cường Chọc xuất hiện. Em cảm nhận thế nào khi mà anh em tổ chức một cái chợ như này? Thực ra anh em Thanh Hóa tổ chức được cái chợ cây hàng tháng một lần như này là rất là tốt. Tháng hai lần đấy mà. Tháng hai lần. Hai lần. Tháng hai lần thì rất là đấy. Tốt để cho anh em các tỉnh về đi giao lưu. Rồi. Tuyệt vời. Đi các một số vườn của các anh ở trong Thanh Hóa. Ừ. Ok. Anh em mình vào ngó kia mình tính giao lưu mới đấy. Ok đã đi. Cho này còn. À, em chào anh. À rồi. Xin chào Thắng Một Sai nhé. Vâng. Cho em hỏi anh tên là gì thì ạ? À, mình tên là Thành. Thành. Anh sinh năm bao nhiêu cơ? À, mình sinh năm 76. 76 là mệnh gì mà anh lại yêu cây nhỉ? Cho em hỏi một mình sâu đi. Măng thổ. Măng thổ à? À, thế ạ. À anh yêu cây được lâu chưa anh? À, anh em mình ở đây thì hầu như là anh em chơi cây khoảng tầm 20 năm trở lên. 20 năm rồi. Và anh cảm nhận thế nào về khi anh chơi cây cảnh từ ngày đấy đến giờ? Cách nhất là ở cái bộ môn này thì mang lại cho chúng ta nhiều cái cảm giác nó thư thái. Và sau những cái giờ phút lao động mình được ra vườn cây mình gắm những sản phẩm của mình. Và mình cảm thấy là những cái căng thẳng của cuộc sống nó sẽ giảm bớt cái áp lực đi. À. Đặc biệt mình nhìn thấy được những cái sản phẩm của mình mà nó biến đổi theo ngày tháng. À. Thì mình cũng cảm thấy là rất vui. À. À.
cảm ơn rất nhiều. Đấy là cái hỏi để anh em mình giao lưu một chút thôi. Còn hôm nay cái việc chính là em nhận được lời mời của em bạn Quân. Và đấy thì nói chúng ta có cái chợ phiên. Thì em cũng được đọc qua một chút cái rồi thì anh chia sẻ kỹ một chút nữa cái chợ phiên mình diễn ra như thế nào. Anh em bọn tôi thì ở đây thành lập ở một cái hợp tác xã Hoa Phiên Phát. Vâng. Thì về cây cảnh thì có 13, 14 thành viên. Vâng. Bên cạnh đó thì còn có cả hộ cá coi của em Nghĩ. Vâng. Bên này thì chợ phiên của anh em mình thì hoạt động quanh năm và thường thì 2 tuần một lần. Vâng. Thì đến với chợ phiên thì anh em bọn tôi cũng có những cái tác phẩm phôi cũng tác phẩm hoàn thiện. Cũng mời được rất nhiều một số anh em ở trên địa bàn lân cận và tham gia những cái tác phẩm đến chợ là giao lưu và trao đổi những kinh nghiệm của mình và tức là cứ một tháng là anh em mình giao lưu một lần là vào ví dụ như anh ghi kia là thứ bảy chủ nhật hàng tuần đúng không ạ? Tháng thì thường là một tháng này anh em mình là tổ chức chợ là hai lần trên một tháng hai tuần một lần hai tuần một lần em hiểu rồi. Vậy là cái mình mời thì cứ anh em nào mà có điều kiện có thể là qua cái thông tin của số điện thoại đây để gọi cho anh để anh em sắp xếp cho nó vừa đủ không phải bị chồng chéo đúng không anh? Đấy, cảm ơn anh nhiều. Anh có thể ra đây chia sẻ một chút về cái không gian là mình có thể cây cây của anh em mang đến và những cái để cây của anh em như nào được không ạ? Rồi, ok. Vâng, cảm ơn anh. Cho em hỏi anh một chút là nếu anh em mà hàng chợ ở các nơi mà đến ấy thì được trưng bày như thế nào để khu vực của mình như này ạ? Với cái diện tích ở anh em bọn tôi ở đây thì tầm 6.000 m2. 6.000 mét. Thì ở đây là khu vườn mà của anh em 13 14 anh em đấy. Các nhà vườn có thể trưng bày để cây của các nhà vườn. Vâng. Phía không gian bên này là anh em bọn tôi để hàng chợ. Đi vào trong khu vườn thì chúng ta đi bằng hai con đường. Vâng. Đây là con đường chính. Vâng. Khi đi vào. Vâng. Khi ra thì chúng ta có thể là quay ra phía đi thẳng ngay luôn. Vâng, đỗ như xe như này. Vâng. Và còn cây mà anh em muốn mà để lại gửi anh em mình luôn thì để vào đâu anh nhỉ? Cây của anh em để lại đây thì đây là cái gian hàng để đây luôn để hàng chợ. Và gọi là ưu tiên anh em để lại các nơi đến đây thì một số anh em ở Hải Phòng, Nam Định, một số anh em đảo vào rồi và cũng đã giao dịch được một số tác phẩm thì anh em mang về rồi cho nên bạn nhìn thấy là một số cái đôn đang còn trống ở đây. Đã và đây của anh em thì là có thể là bày dọc hai tuyến này bên phía đường này ok anh hiểu rồi. Và hệ thống tưới tắm thì anh em bọn tôi có cắt cửa vâng. hoặc là nhờ các bác vệ vâng tưới tắm chăm sóc cây cho anh em. Vâng. Khi anh em mang cây đến đây thì 100% là anh em yên tâm tuyệt. Yên tâm vâng. Về công tác tưới tắm cũng như thật là che chắn. Vâng. Ok anh. Vâng. Anh em ngắm kỹ đi. Vâng. Là những đồ của anh em mang đến đây. Kỹ thuật cá. Vâng. Cao. Đây con si này quý này. Thầm hô. Vâng. Hàng chợ đó. Hàng chợ đó. Anh Tiến xem cây nào một đi. Cứ phải ngắm đã đúng không? Cứ phải ngắm đã không? Mày có tiền. Đúng rồi. Sáng xin rất phiêu này nhỉ. Rất phiêu luôn. Đấy. Chiều nay anh em mới đến như đông đúng không anh nhỉ? Đúng rồi. Em thì hôm nay ngày nghỉ. Anh em thì thường là đến giải rác. Vâng ạ. Anh em ngắm kỹ đi. Là những đồ của anh em mang đến đây. Kỹ thuật cá. Vâng. Cao. Đây con si này quý này. Thầm hô. Vâng. Hàng chợ đó. Hàng chợ đó. Anh Tiến xem cây nào một đi. Cứ phải ngắm đã đúng không? Cứ phải ngắm đã không? Mày có tiền. Đúng rồi. Sáng xin rất phiêu này nhỉ. Rất phiêu luôn. Đấy. Chiều nay anh em mới đến như đông đúng không anh nhỉ? Đúng rồi. Em thì hôm nay ngày nghỉ. Vâng. Em thì thường là đến giải rác. Vâng ạ. Đồ mót. Ví như nhân gian. Nhân gian thì nó bán ra mót thì đẹp. Anh thấy dạo này chúng ngáo đá mà cái phần này chứ không đưa vào tí đá vào trong đây. Ngáo gì đâu, đang tập đập nên bây giờ thành công thì mình mới ghép vào sau. Thành công chưa thành công về đập đá và đã ghép vào.
bán rầm rầm cộng mấy cây nhỉ? Đây à? Cái kia của Nam à? Mấy cây phôi này nữa à? Anh quanh chơi tí có cơ sở đi chứ giờ chẳng nhẽ mình cứ đi thì vợ nó lại mắng. Rồi đi chịu khó bán hàng. Bạn Nam cẩn thận, anh lại soi ở đấy. Anh này để cho anh soi mà. Lại soi ở đấy. Quan trọng là anh thích thì là của anh ấy, mình có mà cắt giật cũng nhiều anh ạ. Ai giật nhiều luôn là giật hết, thiếu giật hết. Bé bé hạt thịt. Ông vừa đây hỏi anh tí vậy để. Tức là anh không phát triển cái đấy nữa cả. Không, mình không làm này. À, phát triển làm cái gù. À, làm cái gù thôi. Làm cái gù mà phát triển nó điểm điểm dẫn. Vâng. Đây phải quay như này cho mọi người nhìn thấy đây cái như này đúng không ạ? Đấy giống kiểu tỉa tướng lưu gù đúng không anh? Kiểu thế. À rồi rồi rồi. Cái cảnh này vẫn để cho nó ra đằng sau chứ anh? Thực tế cái cảnh này thì hắn cũng không phải là nằm trong cái điểm mình ưng lắm. Vâng. Mà trước mắt vẫn có phải để hắn nằm cái điểm nó không được đẹp. Vâng. Nếu như cái thằng này phát triển được thì mình sẽ dâng cái tự này. À, mình sẽ dâng cái thằng này lên. Đó là theo hướng của mình. Vâng. Anh em cũng mình thấy bên này của Quân đang cắt cây là Quân? Ừ, đây có bạn sợ bạn đang làm. À, thế à? Từ từ chào ông anh, từ từ. Chào anh Lịch nhá. Anh đang quay gì đây? Chào em. Chào anh Lịch. À, giới thiệu quý vị, đây anh Lịch ở đến Ninh Bình. Anh cảm nhận thế nào khi anh em nó có cái dàn chợ nó vui như này? Thực chất là anh em rất là vui. Dạ. Đông vui, anh em tụ tập về đây. À. Hội họp. Và. Tạo một cái phiên chợ giao dịch. À, anh có mong tỉnh nào có cái như này thì chúng ta đến chơi không? Có đấy. Có. Ok, cảm ơn anh. À, cái này Quân lấy ở lâu chưa Quân? Từ lấy lâu rồi. Thế à? Được khoảng bao lâu rồi? Gần 3 năm. Gần 3 năm à? Chào bác nghệ nhân nhá. À, cho hỏi một chút bác nghệ nhân là đến từ đâu nhỉ? Em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. Dạ, vâng. À, tên là gì nhỉ? Em là Thông ạ. Thông. Dạ, vâng. À, sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 86 ạ. 86. Dạ, vậy, vậy Thông yêu cây từ bao giờ vậy? Dạ em yêu cây được hơn 10 năm rồi. Ồ, hơn 10 năm rồi đấy. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Dạ. Bởi có những người nghệ nhân như này thì cây nó mới đẹp được Quân ạ. Ừ. Để chúng ta. Vậy em cứ cắt đi nhá, anh dạ, chia sẻ một tí. Cái cốt này Quân đi đâu mà gặp được cái cốt này vậy Quân? Tôi đang bảo sao bạn có cái cây to như này ít nhìn thấy. Bắt ở khu nào? Cái này tôi lấy ở Hà Nội. À, lấy Hà Nội à? Cơ địa rất là ok quý vị này, rất già. Nói chung bộ dăm tàn để nhìn thì không phải nói nữa rồi. Cái cây này là cây hoàn thiện của các cụ từ ngày xưa. Đấy, bây giờ mình chỉ làm cho nó gọn ghẽ hơn đúng không à, bác nghệ nhân? Dạ vâng ạ. Đấy. Dăm tàn rất là đẹp. Thấy từ nãy giờ anh Lịch đang soi rồi. Mà anh Lịch soi là Quân cẩn thận. Rất dễ về Ninh Bình. Ý Lịch sao anh Lịch? Ý sao? Ôm luôn vào cổ nói nhỏ phát xem nào. Xem nó êm không? Cơ địa đẹp lắm anh Lịch ạ. Đấy, quay quý vị chia sẻ một chút. À, một chút xíu nữa em mới cắt xong vì em sai sẽ quay kỹ cho quý vị cái những cái bóng tàn cho quý vị cùng chiêm ngưỡng. Đấy. Cây này rộng, cái chậu nó rộng khoảng bao nhiêu anh Lịch? Rộng 1 2, 3, 4, 5, khoảng mét đấy nhở? Mét 2 à? Rộng không à? Rộng mét 2? Mét 2, mét 8, rộng nhở? Cái này rất kèo cột quý vị ạ. Rộng to quý vị ạ. Em cứ cắt sơ qua cho anh một chút về cái bóng tàn nhá. Dạ vâng. Anh quay review lại cho mọi người ngắm một tí nhá. Dạ vâng. Em lọc kỹ sau. Thứ nhất là mình vui cho mình thích, rồi cái thứ hai là động viên anh em. Vâng. Anh em ở tỉnh xa vào không bán được nhiều thì lấy tiền đổi tiền xăng, tiền dầu. Tuyệt vời anh ạ. Có đây tháng sau tôi gửi một xe nhá. Nam với Nam mày đi mình gõ gõ một ít nó rơi hết cái lá xuống. Đấy đấy, một vòng thế nào. Tí nữa tớ mời vào riêng bạn một chén được không? Tí mời riêng Nam một chén.
Nam thì mấy cái loại kìa. Đây quý vị, em mới đang cắt sơ qua một chút thôi. Em cắt kỹ nó sẽ khác. Đây là cắt sơ qua để video sai quay cho quý vị nhìn được cái bóng của nó. Không có là bảo sao nghệ nhân lại làm nó có như thế thôi. Lý do em cắt tạm như vậy để video sai quay cái tổng thể bóng của cây cảnh cho quý vị ngắm. Còn làm cái này làm kỹ phải mất đôi ngày thì mới xong được. Rất già quý vị ạ. Bộ vòng quá đẹp luôn. Anh quý vị cùng chiêm ngưỡng thì em mới cắt tạm qua cho mọi người xem tổng bóng. Bằng lăng à? Bằng lăng tím. Rất nhiều đấy. À, bằng lăng tím ấy đúng không? Em mới chơi mấy phiên hoa mới cắt xong chứ. Mới hôm làm hôm qua. Cái này của Linh à? À được. Linh đọc số điện thoại Linh. Anh em số điện thoại cho em là số điện thoại của em là 0946 124 6888. Đấy quý vị thích cây bằng lăng tím thì alo cho bạn Linh. Rất nhiều. Cây này đầu trục đúng không? Vâng. Tiền tiêu là tiền trục. Còn hơn đấm chục xíu thôi. Hơn chục xíu thế à? Ôi đấy là, lại lộ giá, chứ không muốn lộ giá mà lộ giá. Vì làm sao chứ muốn lộ giá mà em Linh cũng lộ giá luôn quý vị. Hơn chục xíu thôi quý vị nhá. Tiếp tục nào. Tiếp tục chia sẻ quý vị một số những cái hàng mini của anh em đây chơi. Đây bộ đồ chơi này của ai đây nhỉ? Đấy là của bạn anh Quân anh. À anh Quân nhỉ. À. Thôi thì video sai ở video sai cứ để số của bạn Quân lên đây đi để đại diện. Quý vị thích cái cây nào thì cứ liên hệ cho bạn Quân quý vị nhá. Bạn Quân bạn trả lời tất cả mọi cái cho quý vị các bạn tiện liên lạc. Này đẹp quá nhỉ, rất là nghệ thuật. Đây quý vị này, đổ đá đây quý vị. Củ lạc rất quý quý vị. Đấy. Có chữ rất nhiều luôn quý vị. Bốn mặt quý vị ạ. Bốn mặt luôn. Đây quả trứng nữa quý vị này. Đây, ba khoang. Rất là vẻ quý. Nói chung rất nhiều cây quý vị ạ. Nhưng quan trọng nhất là mùa này chưa lọc được ra. Điều hay sai cũng không quay được hết cho quý vị. Để tùng lá hán này. Cây đa quý vị này.
bị ưng hay gì cứ alo cho số điện thoại website ghi của bạn Quân ở trên màn hình để quý vị cùng tiện giao lưu. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.